Hôm nay mình giao tiếp với tư cách này nha các bạn. Lời đầu em xin mến chào tất cả các bạn luôn. Mình giả cái ship màu blue cho cô khách này đây. Em mày giả bằng cái cọ giả like nha. Các bạn nào theo dõi cái kênh của mình lâu rồi các bạn biết rồi. Em mày rất thích dùng mấy cọ giả like để giả. Em mày giả được hai món thiếp rồi nè. Giả cái thiếp to to chút. Cái nail bed của này rất là ngắn nha các bạn. Các bạn thấy mình vẽ tiếp này chứ cũng nhanh, cỡ này chứ không nhanh, không mất nhiều thời gian. Hồi nãy mình cũng đánh cái vòng cung trước đó các bạn. Đánh vòng cung xong rồi mình mới tô cái phần còn lại. Giả cái thiếp cái độ bầu nó vừa vừa thôi, bình thường nha các bạn. Cô này giả cái loại thiếp bình thường thôi chứ không có mà cái loại mà quá đá nó cong. Có nhiều nhiều cô giả cái mẫu đá nó cong lên thì cong luôn, nhất là mấy cái móng o mình ạ. Rồi giờ mình sẽ quẹt vào móng lại. Rồi giờ mình cho hai nha, phát ra cái con đi. Em dạy mì qua tay bên đây. Chuẩn bị vô mùa thu rồi, mình phải bắt đầu sơn cái màu hơi đậm rồi rồi nha các bạn. Sắp hết mùa hè rồi, thu vô đó rồi. Bạn lưu ý nhớ phủ đầu móng nha. Có nhiều bạn hỏi em về cái cây cọ giả lai này mua ở đâu. Các bạn lấy mấy cây mà cọ giả lai chai không mà mình xài nước sơn thường đó các bạn. Các bạn rửa sạch ra mình xài thôi à. Hoặc là em mua mấy chai không ở Nail Supply đó. Có 1 đồng 1 chai à các bạn. Giờ cái mình lựa ra. Chai nào cái đầu nó to thì mình giả fan. Chai nào cái đầu nó nhỏ thì mình nó giả lai nha. Rồi mình xài xong giờ rồi mình ngâm vô acetone, mình dặn nắp lại thôi các bạn. Khi mình quét nhanh quá nó cũng bị lem ra ngoài. Mình chùi lại trước khi mình cho hơi nha các bạn. Mình lem lên chút mà. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh chỉnh cái đầu móng lại. Cái nước sơn nó sẽ bị chạy dội ngược về. Rồi mình sẽ hơi qua đây. Cái bước kế tiếp là mình sẽ vẽ silver line nha các bạn. Cho vô đây đi. Silver line cho to to một chút. Cái cổ đi đám cưới của bạn cái đầm màu xanh với màu kim tuyến đó các bạn. Cái này mày thì cái silver line nó to một chút cho nó show up được cái silver. Cái này mày vẽ silver line bằng nước sơn thường nha các bạn. Tại vì cái màu keo của em mày không có cái nước cái silver line nó mịn như vậy. Cái kim tuyến á, cái kim tuyến á, cái màu keo của mày có hộp nó to hơn cái này.
này như mùa thu nè các bạn, ai cũng bệnh hết, ai mày cũng bị cảm nè, càng tiếng luôn. Sau khi vẽ Civilize xong, em mày bỏ nước bóng lên đã hoàn thành cái bộ móng của khách này ngày hôm nay nha các bạn. Đó, là mày đã xong hai bàn tay của khách này đây. Ha, cameraman zoom cho mày mày. Bây giờ mình apply nước bóng lên đây. À, các bạn yêu mến em mày thì các bạn nhớ cho em mày một cái like, cái share với nhấn nút đăng ký kênh cho em mày nha các bạn. Còn ở bên Facebook thì các bạn nhớ follow em mày để cập nhật những cái video mới nhất của em mày. Dạ, em mày xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn.